Chào các con. Ngày hôm trước thì cô đã giới thiệu tới các con về tính chất cộng góc cũng như là cách vẽ một góc khi biết số đo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sang một khái niệm mới liên quan về góc, đó chính là tia phân giác của một góc. Đầu tiên thì cô muốn các con hãy thực hành bài toán sau. Trước hết hãy vẽ góc XOY có số đo là 80 độ. Sau đó thì vẽ tia OZ nằm giữa tia OX và OY sao cho góc XOZ bằng 1/2 góc XOY. Đầu tiên thì cô sẽ vẽ tia OX, sau đó thì dùng thước đo góc để tìm được vạch 80 độ và từ đó chúng ta vẽ tia OY. Chúng ta thấy rằng góc XOZ bằng một nửa góc XOY, vậy thì độ lớn của góc XOZ sẽ là 80 chia 2 và bằng 40 độ. Vẫn thước kẻ này, chúng ta sẽ tìm vạch 40 và kẻ tia OZ trùng với vạch đó. Vậy thì chúng ta sẽ vẽ được góc XOZ bằng 40 độ. Và đây chính là hình vẽ đề bài yêu cầu. Cô muốn các con chú ý tới tia OZ. Tia OZ ở trong trường hợp này được gọi là tia phân giác của góc XOY. Để có thể làm rõ hơn định nghĩa tia phân giác của một góc, cô muốn các con tiếp tục sang phần tiếp theo. Cô có góc XOY, sau đó thì cô vẽ tia OZ sao cho OZ nằm giữa OX và OY. Tuy nhiên, góc XOZ khác góc ZOY. Thế thì khi đó, OZ cũng không được gọi là phân giác của góc XOY. Trường hợp thứ hai, cô cũng có góc XOY. Tuy nhiên, OZ lúc này thì không nằm giữa tia OX và tia OY, nhưng góc XOZ lại bằng góc YOZ. Trong trường hợp này thì OZ cũng không là phân giác của góc XOY. Và từ tất cả các bài thực hành trên thì cô rút ra được định nghĩa tia phân giác của một góc như sau. Tia phân giác của một góc là tia nằm giữa hai cạnh của góc đó và tạo với hai cạnh ấy những góc bằng nhau. Cô có hình vẽ minh họa ở phía bên phải. Như vậy là chúng ta thấy đối với đoạn thẳng thì chúng ta có trung điểm nằm trên đoạn thẳng và chia đoạn thẳng thành hai phần bằng nhau. Thì ở đây tia phân giác là tia nằm giữa hai cạnh của góc và chia đôi góc đó. Sau khi đã tìm hiểu về định nghĩa tia phân giác của một góc, sau đây cô sẽ hướng dẫn các con cách vẽ tia phân giác của một góc. Có hai cách để vẽ tia phân giác của một góc. Cách thứ nhất là chúng ta sẽ dùng thước đo góc và cách thứ hai là chúng ta sẽ gấp giấy. Tất nhiên gấp giấy chỉ dùng để giúp các con có thể thực hành cũng như là nhìn thấy một cách trực quan tia phân giác của một góc. Trong quá trình làm bài thì chúng ta vẫn luôn luôn sử dụng thước đo góc. Với cách 1, đầu tiên thì đề bài yêu cầu chúng ta phải vẽ tia phân giác của góc XOY có độ lớn là 130 độ. Vậy thì trước hết chúng ta sẽ thấy là bởi vì OZ là phân giác của góc XOY nên góc XOZ sẽ bằng góc ZOY và bằng một nửa của 130 độ, tức là bằng 65 độ. Vậy thì trước hết cô sẽ vẽ tia OX, sau đó thì dùng thước đo góc để có thể vẽ được tia OY sao cho góc XOY bằng 130 độ. Tới đây thì cô lại tiếp tục vẽ tia OZ sao cho tia OZ trùng với vạch 65 độ của thước đo góc. Và như vậy cô có hình vẽ và có ngay tia OZ chính là phân giác của góc XOY. Đó là cách dùng thước đo góc, rất là đơn giản thôi. Tiếp theo là cách thứ hai, chúng ta sẽ gấp giấy. Nếu như chúng ta có một tờ giấy như thế này thì chúng ta sẽ vẽ góc XOY sao cho tia OX trùng với mép của tờ giấy. Sau đó thì chúng ta sẽ gấp tờ giấy sao cho tia OY trùng với tia OX và sau đó thì các con sẽ đánh dấu mép ở vạch đỏ như thế này. Tới đây thì các con sẽ mở tờ giấy ra và nếp gấp của giấy chính là tia OZ. Trong trường hợp này chúng ta đã vẽ được tia OZ là phân giác của góc XOY. Đó là hai cách để vẽ tia phân giác của một góc. Sau đây thì chúng ta sẽ có một vài nhận xét như sau. Nhận xét đầu tiên, mỗi góc mà khác góc bệt thì chỉ có duy nhất một tia phân giác. Nhận xét thứ hai, góc bệt có hai tia phân giác là hai tia đối nhau. Cô có hình vẽ minh họa. Hai tia phân giác của góc bệt là tia OZ và tia OZ phẩy là hai tia đối nhau chung góc O.
Tiếp theo, đường thẳng mà chứa tia phân giác được gọi là đường phân giác của góc đó. Cụ thể, cô có góc XOY có tia phân giác là OZ, thì đường thẳng ZZ' chính là đường phân giác của góc này. Như vậy, ngày hôm nay thì cô đã giới thiệu tới các con về định nghĩa cũng như là cách vẽ tia phân giác của một góc. Bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một đối tượng mới, đó chính là đường tròn. Đường tròn có rất nhiều tính chất đặc biệt và hẹn gặp lại các con trong bài giảng tiếp theo để có thể tìm hiểu về những tính chất cũng như những điểm thú vị của đường tròn.